em cực kỳ nóng tính. Có một trường hợp cụ thể là lúc mà em đi chơi chung với nguyên một đám bạn á, có cái một anh đó hơi say, anh giỡn là anh bắt tay xong rồi anh hôn nhẹ lên cái tay em á, xong em lấy cái liềm đập đầu đó luôn. Trời đất ơi, ghê vậy luôn hả? Dạ. Rồi. Tại vì em sống là một người rất là nguyên tắc, em không có thích mấy kiểu đùa giỡn vậy. Dạ. Đàn trai nghe thấy lo rồi đó. Đâu có, đàn trai vậy phải yên tâm chứ, mình có đi công tác ở nhà bạn gái mình coi như là bảo vệ, tự bảo vệ bản thân vậy là dạ, em đúng mừng rồi. Chứ mình phải biết tự giữ thân chứ. Đàn trai nghe bạn gái kể vậy thấy sao? Hay ơn chị, hay ơn chị. Hay ơn chị. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Rồi, mời em gái ngồi. Mời bạn nam. Rồi, ngồi đi bạn. Mời bạn nữ giới thiệu về mình. Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh. Rồi, em chào, chào em. Các anh chị khán giả. Em tên là Huỳnh Thị Cẩm Anh, năm nay 22 tuổi, quê quán em ở An Giang. Em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em đang làm công việc gì? Dạ, em làm bên công ty cổ phần vaccine Việt Nam. Bên tiêm ngừa. À, vaccine. Dạ, Việt Nam. À, rồi em lên đây lâu chưa? Dạ, em lên đây đi học là khoảng hơn 3 năm và làm việc hơn 1 năm. Rồi, mời bạn nam giới thiệu về mình. Dạ, chào chị Cát Tường và anh Quỳnh Linh. Chào quý vị khán giả, em tên là Hà Tấn Sang. Em năm nay 24 tuổi và quê của em ở Hóc Môn. Em hiện tại tạm thời sinh sống và làm việc tại Singapore. Em làm gì bên đó? Dạ, em làm trợ lý nghiên cứu trong một trường đại học. Nghiên cứu về gì? À, em nghiên cứu về 3D chị. Nhưng em không có bị BD nha. Có cái vụ nghiên cứu 3D nha. Dạ có anh. Nghiên cứu về tái tạo ảnh 3D anh. À. Dạ. Anh tự đâu nghiên cứu về 3D. Thế giới 3D. Rồi em đi làm bên kia bao lâu em mới về? Dạ thông thường thì một tháng em sẽ về một lần. Tháng sau Singapore đây thì cũng có tiếng máy tới. Dạ, đúng rồi. Bạn gái ơi, bạn nghĩ sao về yêu xa bạn gái? Dạ hồi lúc giờ em cũng ngại yêu xa. Mà giờ nếu mà có duyên đến với nhau thì chắc cũng phải tập. Xa dạ. Xa chứ không, ngày nào cũng gọi điện FaceTime là thấy mặt nhau mỗi ngày rồi. Trời, nhiều khi nói chuyện FaceTime xong đi chơi gái sao chị? Chơi gái sao chị? Chơi gái sao chị? Chơi gái sao chị? Có kinh nghiệm vậy luôn hả? Đoán. Sao em lại gom bó một đống vậy em? Có người này có người kia chứ em. Rồi vậy em trai là thuộc người như thế nào? Điểm mạnh, điểm yếu em sao? Em giới thiệu về em hết đi. Bản thân của em thì rất là thân thiện, cởi mở và dễ kết bạn. Sống tình cảm nhưng mà không quá nội tâm. Khuyết điểm của em là hay càm ràm. Trong một cái cuộc cãi vã mà không có ai trả lời thì em hay càm ràm hoài. Và ngủ thì em hay nghiến răng. Hả? Dạ rồi. Thôi, bạn gái có khuyết điểm gì không? Dạ khuyết điểm em thì nhiều lắm. Đâu những cái nào nổi bật em kể nghe coi. Em lười lắm. Lười. Nhiều khi em đi làm thì dành ngày ốm thì chỉ ăn và ngủ thôi. Em cực kỳ nóng tính. Có một trường hợp cụ thể là lúc mà em đi chơi chung với nguyên một đám bạn á, có cái một anh đó hơi say. Anh giỡn là anh bắt tay xong rồi anh hôn nhẹ lên cái tay em á, xong em lấy cái liềm đập đầu đó luôn. Lấy cái liềm đập đầu đó luôn. Lấy cái liềm đập đầu đó luôn. Trời đất ơi, ghê vậy luôn hả? Dạ. Rồi. Tại vì em sống là một người rất là nguyên tắc, em không có thích mấy kiểu đùa giỡn vậy. À. Dạ. Đàn trai nghe thấy lo rồi đó. Đâu có, đàn trai vậy phải yên tâm chứ, mình có đi công tác ở nhà bạn gái mình coi như là bảo vệ, tự bảo vệ bản thân vậy là em dạ, thấy đúng mừng rồi. Chứ. Mình phải biết tự giữ thân chứ. Đàn trai nghe bạn gái kể vậy thấy sao? Hay ơn chị, hay ơn chị. Hay ơn chị. Hả? Em cảm thấy bạn nữ này có chút gì đó có thể chăm sóc, tự chăm sóc bản đúng thân mình được. Đúng rồi. Ngoài cái đó ra còn điểm yếu nào nữa không? Em nhõng nhẽo lắm. Người nào thương mình thì mình nhõng nhẽo thôi, giống như nhõng nhẽo ba mẹ. À, tình trường sao? Em có mấy mối tình rồi? Nếu mà tính về mối tình chính thức thì là một. Hồi sinh viên năm nhất rồi, cách đây mấy năm rồi. Ôi. Lý do chia tay thì anh đó thì cũng lớn rồi, nên anh đó đòi cưới á, mà em không chịu. Đúng rồi, cũng còn bé quá. Dạ. Bây giờ nếu được thì chị nào mới cưới được? Thì đủ duyên, đủ nợ thì tiến tới thôi. Rồi bạn trai sao em? Tình trường của em có duy nhất một mối tình thời cấp 3 vậy. Trong cái quá trình em còn là sinh viên á, em cũng có
tia một số bạn gái. Có tia nữa. Có tia. Có dính tia nào không? Em cũng có chủ động, nhưng mà phần lớn những bạn gái mà em tia trúng đều có bồ hết. Nhưng mà những bạn trai, những bạn trai em quen lại chưa có bồ. Những bạn trai em quen lại chưa có bồ. Những bạn trai học chung em á. Em có tia bạn trai không? Dạ không à. Hả? Em chỉ đúng. Chơi chung với nhiều thanh niên. Chứ đừng có tia qua trúng, không trúng gái, tia trúng trai là mệt lắm nha. Thôi. Dạ không. Bạn gái muốn tìm một người yêu như thế nào? Về ngoại hình thì cũng nhìn được xíu, cao hơn em xíu. Được xíu là sao? Xíu em? Là bao nhiêu? Tại vì có lúc em đo là 1m58, lúc 1m59. Vậy em muốn bạn trai cao nhiêu? Thì cao hơn em tầm 1m65 trở lên được rồi. Mũi thì cũng thấp quá. Không, mũi này không có thấp đâu. Miệng thì đừng có hô hay mớm. Chân à? Không hô, không mớm. Này nó móm xộm luôn á. Nếu mà mớm thì được hơn hô. Tức là móm thích hơn hô đúng không? Đúng rồi. Phải có công việc, nghề nghiệp ổn định. Rồi. Gom lại là trắng mập thơm là được. Trắng mập thơm là được. Có không? Trời, nói cho bà cười kìa. Trắng mập thơm nữa. Dạ. Mình đây trắng có, mập chưa có, thơm. Thơm không? Chưa thấy thơm, chưa thấy thơm. Cô rất dễ thương nhưng cô hơi khó tính cho cô. Nếu mà người ta đeo đuổi thì rất là nhiều nhưng mà em không thích. Lý do cái gì không thích? Không thích chỗ nào? Nhiều người thì ở dơ, không ga lăng. Cái kiểu như là đi ăn, ăn chung thì thấy có tôm thì bóc tôm giùm. Không, em ăn em tự bóc đi, em bóc không được thôi em nhịn. Kiểu vậy. Ai em vô duyên vậy? Phải, tại chưa phải người yêu người ta đã bóc. Thì đúng bóc rồi. Bóc sợ khác đánh sao? Giọng cô này cũng lạ trắng nha. Trắng mập thơm. Thơm thì sức sờ bông. Sức dầu thơm. Bây giờ nếu như mà có người quen em nè, không quen khá, lâu lâu khá khá đi, chừng 3 tháng, 6 tháng gì đó, rủ em đi khách sạn thì em tính sao? Nếu mà mới quen chứ em đập rồi đó. Thì biết em đập rồi, em đập đã đập rồi, biết rồi. Bây giờ quen rồi, có tình cảm rồi đó. Ừ. Thì về nói thẳng cái vấn đề đó ra, có thể là chia tay. Tại em không thích. Nhưng ta yêu thật rồi, hai người yêu 6 tháng rồi. Thì yêu thật thì cưới đi rồi, muốn làm thì làm. Không, cái đó là anh hỏi thử quan điểm thôi. Nó tóm lại là đây là một cái cá tính cũng rất đặc biệt. Nhưng mà được, đây là một người rất là chung thủy. Đàn trai hơi sợ sợ đàn gái chút xíu nhưng mà đàn gái rất là ok. Giúp đừng ăn hiếp em tôi nha. Có cái điều gì em không thích ở người bạn trai nữa không? Chị qua chị kiểm tra cho nè. Người đó hiền được rồi chị. Hiền chịu ha, được em mập thơm ha. Chào giấy, chào giấy. Trời ơi, gì vậy? Bay luôn hả? Trắng thì trắng, thơm thì giờ xa quá không có nghe, mập thì không mập. Này chắc cỡ 1m65 quá ha. 68 vậy. Sao thấy thấp vậy? Ủa? Bên đây sinh năm nhiêu? Dạ em sinh năm 94. Em sinh năm nhiêu? Em 96 chị. Rồi sao mặt ông này ông non dữ vậy? Mặt non chẹt vậy? 94 thì chị. Hả? Cái cách nào để mà giữ được một cái tình yêu khi mà mình xa cách nhau? Người ta nói xa mặt cách lòng. Một tháng em về một lần mà chị. À, dạ. Em về một lần ha. Thì em có thể gặp mặt. Chỉ cần chớm lửa là nó đủ cháy rồi chị. À, đừng có chớm quá, cháy quá là cái ly vô đầu á nha. Nhưng mà em đi xa vậy nhìn cũng rất là thư sinh ha. Em nghĩ mình có phải là mẫu người chung thủy không? À, dạ có chị. Quen ai thì em sẽ quen hết lòng. Từ đó đến giờ em chưa gặp được ai mà để em hết lòng được. Chuyến này nếu mà được là phải hết lòng nha. Dạ. Rồi. Chị thấy được đó. Anh chàng rất thư sinh, mặt mày rất baby, bún ra sữa luôn. Em trai hôm nay đi với ai vậy? Bún ra sữa luôn á. Em đi với mẹ và dì em. Chào Quyền Linh và Cát Tường. Chào quý vị khán giả trên trường quay. Chào, chào cháu. Dạ, chào bác. Cô cũng thấy con cũng hiền, dễ thương. À, con yên tâm đi, con của cô thì nó hiền lắm. Nó cũng không có đi mà bay bớm mà ở ngoài mà đi mà con sợ nó tùm lum ha. Dạ. Rồi, mẹ cũng thấy được á, coi quyết định đi, trao cho nhau cơ hội đi nha. Cảm ơn cô. Rồi, em gái đi với ai? Dạ, em đi với mấy chị đồng nghiệp cho công ty ạ. Dạ em chào anh Linh, em chào chị Cát Tường. Em là đồng nghiệp của Cẩm Anh ạ. Chị thấy bạn bên đây cũng được đó. Nếu có thể thì tiến tới luôn cũng được. Có gì đừng có ăn hiếp nó nha. Trời ơi, không biết ai ăn hiếp ai à. Không biết ai ăn hiếp ai à. Dạ. Rồi, cảm ơn em. Rồi, cảm ơn. Thôi giờ cho hai đứa quyết định ha. Mở rào.
Chào em. Chào anh. Chậm chậm từ từ nha, dạ. Đừng có bang bang vô đi nha. Em tên anh đúng không? Dạ. Dạ, tên của em nha, chứ không phải là gửi anh. Gửi anh chút nắng của ngày, chút hương của lá, chút mây, chút mây của trời. Dạ. Sao lựa được cái đó hay vậy? Em cứ treo nó ở cái chỗ mà em hay đi ra ngoài á. Chứ mỗi lần em đi ra ngoài đường, em đi chuẩn bị đi làm, thấy câu này. Dạ. Là ngày nào em cũng, anh cũng gửi em cái đó đó. Dạ. Chút nắng của trời. Trời, nhìn anh trẻ quá. Hay quá ha. Anh thấy em sao? Em rất là dễ thương. Anh không ngờ là em lại bạo lực như vậy. Thì ai sống thảm em, bạo lực thôi. Nhìn em rất là hiền luôn á. Không, em hiền thiệt. Đối với những người nào đụng tới em thì em mới giữ. Dạ. Anh thấy nếu mà một tháng anh bay về một lần, gặp một lần như vậy thì thấy ít không? Ít đấy em, thật sự là thấy ít. Tại vì hiện tại là anh về mỗi tháng anh về một lần mà mẹ anh cứ la hoài. Nó về dù hoài tốn tiền quá. Nhưng mà anh, quan điểm của anh là tại vì anh muốn về nhà anh gặp ba mẹ anh. Ở nhà anh thấy thoải mái nhất. Mà nếu mà anh có người yêu thì chắc anh sẽ về nhiều hơn. Cho chừng mẹ la. Coi chừng mẹ la. Lỡ mẹ la sao anh? Hay là có thể là anh về một lần, nhưng mà một lần về nhiều hơn. Đúng. Về một tuần. Chị đi làm tháng mà về tới một tuần lễ ra đủ việc sao trời. Thì một tuần sếp có lao mà. Chắc không sao đâu em, tại vì ngày phép nó cũng nhiều. Hỏi em thử hỏi rồi, ví dụ như anh về em, tháng anh về thăm em xong rồi cái anh bút vé cho em qua thăm anh thì em có đi được không? Mình đỡ được cái nghĩ bị đuổi việc, hỏi thử biết đâu. Em có bắt bo chưa? Em chưa anh. Vậy là anh đi làm nha. Nếu em rảnh thì có thể anh sẽ mời em qua đó. Dạ. Có, ví dụ như em qua bên đó thì mở như thế nào? Có thể là em sẽ ở khách sạn nào đó. Em ở khách sạn với ai? Thì ở mình em chứ sao anh sao ở nhưng, với nhưng mà em có một cái nhược điểm là em không bao giờ ngủ một mình được. Em rất là sợ ma. Vậy nếu trong trường hợp mà em đi chơi thì em ở với ai? Em đi chơi, nếu mà đi với mấy chị đồng nghiệp thì em ở ngủ chung với mấy chị đồng nghiệp thôi. Ý nên ta nói vậy rồi, ta nói không ngủ mình bên Singapore làm gì có bạn bển. Cái ly. Bây giờ bút khách sạn thì em nằm ở trên giường rồi ảnh nằm ở dưới đất, ảnh bảo vệ ma được không? Dạ được, nhưng mà mua cộng với xích. Xích ai? Xích ảnh hả? Xích ảnh. Anh hứa uy tín không? Anh hứa tôn trọng đối phương không? Uy tín em. Nhưng mà có xích không? Nếu mà anh tôn trọng đối phương thì em sẽ không xích. Có cái ly không? Dạ không. Được. Nhưng mà nhìn tướng em baby quá, em thấy coi chừng có giống như là chưa có đến tuổi thành, chưa có tuổi thành niên. Giống như chưa được 18. Giống như chưa được 18 vậy trời. Em yên tâm, có thể em nhìn anh có thể là không chững chạc lắm, nhưng mà suy nghĩ của anh thì có thể nói là không phải là trẻ con quá. Đi học ở đây, đi qua bên kia làm trợ lý cho một ở nước ngoài thì không phải đơn giản đâu nha em. Cậu ấy thông minh lắm đó, lanh lợi lắm đó. Chuyện giữ kinh tế trong gia đình ai quản lý? Kinh tế thì thường thường là em sẽ để vợ quản lý. Nhưng mà trước khi mà vợ quản lý thì vợ phải qua một cái khóa sát hạch. Em sẽ sát hạch vợ sát em có khả năng quản lý tài chính hay không. Vợ thì quản lý tài chính, nhưng mà em sẽ có thể em sẽ giám sát sao kê ngân hàng hay gì đó. Thì mọi tiền bạc để trong một cái tài khoản ngân hàng thì chi ra thì vợ sẽ chi. Còn khi nào muốn coi lại thì em sẽ coi sao kê đó thì em giám sát được. Đạo. Cũng không có vừa đâu nha. Thấy cũng hơi khó nha. Cũng khó lắm á. Lạm phát không được rồi. Ví dụ lập gia đình sinh con, em có mong muốn gì không em gái? Trước khi lập gia đình thì em và bạn trai sẽ phấn đấu để có một cái nhà trên thành phố này. Trong cái môi trường em làm vaccine tiêm cho thường là mấy bé, thì em cũng thấy mấy bé nhỏ nhiều khi 2 tháng, 3 tháng đến trung tâm để tiêm á, đi bằng xe máy á, nhiều khi thấy tội lắm. Nếu mà được á, nếu mà có khả năng thì hai người cùng phấn đấu để mua một chiếc xe ô tô nhỏ cũng được. Về mặt tài chính á, thì mua ô tô trả góp theo ý của bạn gái á, thì theo em ý kiến hay. Nhưng mà nó cũng là một gánh nặng tài chính nếu như mà hai đứa còn quá trẻ. Nhưng mà tiến tới hôn nhân sanh bé còn xa, còn khá là rồi, xa. Nếu mà có cơ hội anh được quen em đừng có ăn hiếp anh nha. Dạ. Anh sẽ hát em một bài mặc dù anh hát rất dở. Thấy anh đứng lơ ngơ bên thềm, trông anh có lẽ đâu không ngờ, ngồi sau lùm lình lúc xa lúc gần,
chợt nghe nhớ mong anh lặng thinh. Nụ cười xin đưa cho anh bình yên giữa cuộc đời, cho anh xin em một lời nói thôi, chúc anh ngủ ngon. Nói đi, nói cái gì dạ. Đang trong lòng mình đang nghĩ gì nói đi. Anh không nghĩ là em bạo lực đâu. Anh định hoài vậy, cái bạo lực hoài vậy trời. Dễ thương là anh muốn cái gì anh. Nhìn nói... em rất là hiền luôn. Anh muốn em đừng bạo lực. Muốn anh nắm, muốn nắm tay em cái được không? Muốn nắm anh tay muốn sao? Anh nắm tay em cái được không? Dạ được. Đó trời ơi, vô liền. Không có ly đâu sợ. Cảm nhận về anh như thế nào? Em thấy anh thư sinh quá. Em sợ anh lăng nhăng thôi. Thư sinh là đồng nghĩa với lăng nhăng hả em? Em có gì nói em? Không anh. Bữa anh kia nắm tay là được nha, mà anh kia hung tay cái là cái ly vô đầu đó. Giờ em nhớ cái ly em muốn. Chị nghĩ là xúc tiến làm passport cho cổ đi chơi được rồi. Là tối em cứ yên tâm ngủ, anh sẽ đứng phanh tay, anh canh mắt ma cho em. Anh không làm gì đâu. Em yên tâm, anh sẽ huấn luyện cho em có thể ngủ một mình. Em đã tập nhiều lần rồi, không có ngủ được, đợi mặt trời mọc em mới ngủ. Ok, vậy anh sẽ ráng thức, anh sẽ ráng thôi nha. Còn chuyện anh thức hay không thì anh không biết. Thôi được, còn mệt quá. Thôi được rồi, vậy bạn. Rồi xong. Thiệt chứ, khổ tâm cặp này quá. Nhìn kỹ bạn gái lần nữa kìa. Nhìn coi, đá lông nheo có được không? Cái ly anh ơi. Ly đâu mà ly hoài, ông này ông ám ảnh cái vô cái ly là thiệt tình sợ luôn. Sợ cái ly hoài, cái ly nó quá ấn tượng. Suy nghĩ thật kỹ nha. Bấm nút là trao duyên cho nhau, bấm nút là chúng ta tìm hiểu, hẹn hò để mà tương lai lâu dài tiến tới hôn nhân. Nha. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Rồi mời em. Mình bấm rồi. Nhấn quật. Phải bấm sâu vô mới được. Sao nhấn chậm vậy? Em nhấn nhiều lần rồi nhưng mà phải bấm sâu vô nó. Đúng rồi. Anh hôn em á, trai hôn gái thì bình thường rồi. Giờ em có muốn hôn anh không? Giờ em có muốn hôn anh không? Ta bị ấn tượng cái vụ cái ly. Vậy em hôn tay anh nha. Phải hôn má mới được. Đúng rồi. Đó, phải hôn má mới được em. Không, hôn má đâu. Hôn má mới xuống đây được, em muốn đứng đây hoài. Hôn tay trước đi. Hay vậy để anh hôn em. Vậy thôi anh hôn em đi. Hứa nha, không có cái ly nha. Dễ thương lắm đó. Lần đầu tiên thì cho em xin phép được gửi lời chào đến anh Quyền Ninh, chị Nam Thư, gia đình bạn nữ và bạn nữ cùng toàn thể quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Rồi, chào em. Em họ tên đầy đủ là Đoàn Văn Thắng. Thắng. Em sinh năm 1990, em đến từ quê hương Nam Định. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm bên nội thất cho một công ty ở quận 7. Rồi. Tiếp tục mời đàn gái. Em tên là Nguyễn Như Tú Anh, em sinh năm 1995. Em làm quản lý bên spa. Em làm ở dưới huyện Bình Chánh anh ơi. Bình Chánh hướng nào vậy? Dạ hướng về Long An anh ơi. Bên Nguyễn Văn Linh, cuối Nguyễn Văn Linh quẹo trái đúng không? Dạ đúng rồi anh. Trời ơi, vậy quận 7 đi đường đó gần. Đi gần, Nguyễn Văn Linh gần. Có, nó hợp lý luôn rồi đó. Trước khi mà làm quản lý spa thì em có làm công việc gì khác không? Dạ có, em làm bên điều dưỡng chị. Điều dưỡng thì tại em trực đêm nhiều. Rồi với lại em đi công tác cũng nhiều nữa. Em không có thời gian dành cho gia đình nhiều hơn. Nên em chuyển qua là spa, nó sẽ có thời gian về nhà nhiều hơn. Em gái cho biết ưu điểm và khuyết điểm của em đi. Ưu điểm của em là biết nấu ăn. Khuyết điểm của em là hơi nóng tính xíu anh ơi. Rồi rủ bệnh nhân người ta nóng lên rồi em nóng theo không? Đâu có, bệnh nhân nóng mình phải xèo xuống chứ anh. Nóng theo quýnh á. Rồi còn bạn nam, ưu điểm và khuyết điểm của mình sao? Ưu điểm của em thì nói chung là mọi chuyện em đều luôn quyết đoán. Bản thân em 15 tuổi đã bước ra ngoài đi làm rồi. Em học hỏi khá là nhanh. Và em làm cũng khá là nhanh. Được làm bất kỳ một chuyện gì nó cần nhanh gọn lẹ. Nhanh gọn lẹ và hiệu quả. Đúng rồi. Dạ. Khuyết điểm của em thì nói chung em cũng hơi lòng tính như bạn nữ bên kia. Tú Anh. Dạ. Tình duyên em sao? Dạ, tình duyên em chỉ trải qua hai mối tình. Một mối tình là trong đi học.
Rồi mối tình nữa là lúc em đi làm. Mối tình đi làm là bao nhiêu năm Tú Anh? Dạ mối tình đi làm thì 3 năm anh ơi. 3 năm? Dạ. Sao chia tay? Anh đó có cái tính lăng nhăng nên là phát hiện ra hai đứa mới chia tay. À thì đó, cái gì nó cũng có nguyên do hết. Đó. Chào chị. Trời. Chào em. Trời, bên đàn trai ngon lành. Lịch sự quá. Màu cravat rất là đẹp. Dạ, em trời. Chị. Trời. Được đó. Đúng rồi đó, lãng mạn. Tinh Chương em sao? Em thì em trải qua được hai mối tình. Một mối tình thì nó gọi là mối tình đầu. Năm em 22 tuổi thì nó kéo dài được 7 tháng, sau đó thì chia tay do em và bạn đó là tứ đại hành xung. Quan niệm đó là do gia đình bạn nữ thôi. Khoảng như 3 năm sau thì em quen một bạn ở trong một trường đại học, kéo dài được gần 4 năm. Ra trường thì về cái công việc cũng như cái tính cách một số cái không hợp nên là dẫn đến vấn đề chia tay. Mẫu hình phụ nữ lý tưởng của em là như thế nào? Với em thì ngoại hình ơi nhìn thì xám một chút xíu. Tính cách thì ôn hòa, chiều cao thì tầm khoảng 1m58 đến 1m7 đổ xuống là được. Tại vì em cao 1m76. À, em ghét nhất gì ở phụ nữ? Hay càm ràm. À, càm ràm. Phụ nữ nào cũng càm ràm em ơi. Ai cũng sợ càm ràm hết á. Mà có lăng nhăng không? Chắc chắn là không ạ. Tại vì em là nội thất, em đi công trình, cũng có đi công trình. Em đi tầm khoảng một tuần đến 10 ngày thôi. Đặc biệt chuyện đó không bao giờ xảy ra. Được rồi. Bên đây ngủ có lăng, trán có hơi nhăn, nhưng mà không có lăng nhăn. Đàn gái coi được ghê ta. Nét á. Đàn gái nét. Chào em gái. Dạ, chào anh. Ừ. Em không thích điều gì ở đàn ông? Dạ, em không thích đàn ông hút thuốc, uống rượu nhiều. Cũng ít thôi ha. Dạ. Bên đây chắc không uống rồi nhìn thấy. Em thì em... tại vì ngày xưa em cũng uống được, nhưng mà do em bị một lần em bị trúng gió mà nó bị thâm người và mà phải cấp cứu ấy. Nên là từ đó thì em cơ địa em thay đổi. Và thuốc thì em ngày xưa em cũng có hút. Và thuốc em nói thẳng là 9 tuổi em đã hút thuốc lào rồi. Nhưng mà sau này đến năm 16 tuổi này em bỏ tất cả mọi thứ. Rồi, tốt. Gia trưởng quá, em thích. Hay tính toán từng ly, từng tí, từng chi tiết nhỏ là em không thích. Tính thì phải tính nhưng mà đừng tính nhỏ quá. Dạ đúng rồi. Đúng không? Vấn đề đó riêng em. Không lẽ giờ ăn hai ly chè hai đứa tính trời ơi sao biết nãy đừng ăn chè vô uống trà đá đỡ hơn. Trời cái đó là quá đáng luôn á. Rồi mẫu hình lý tưởng của em như thế nào? Chỉ cần về biết thương em là được rồi. À, dễ đừng vậy có, đừng có đánh em là được rồi. Thời hiện đại này không có đâu. Không có đánh phụ nữ bằng một cành hoa, chỉ đánh phụ nữ bằng cái búa tạ thôi hả? Trời ơi ai đâu ghê như vậy, có không em? Đó tất nhiên là không có. Em đã từng bị sử dụng bạo lực hay bị đánh hả? Bạn trai trước của em thì ngày chia tay rồi bạn ấy đánh em á. Ngày chia tay mới đánh hả? Dạ ngày chia tay mới đánh. Đánh phải canh ngày chứ anh. Trời. À, anh tránh anh tránh. Cái gì hả? Hỏi chuyện thôi. Em có bạo lực không? Dạ không ạ. Tuyệt đối với phụ nữ là không nha. Đúng rồi. Là chắc chắn là không nha. Em dạ. Ai đụng tới em chị nha. Dạ kiếm chị kiếm chị. Có thể là chị không lại đâu, nhưng mà cái gì chị nghĩ cái miệng chị là lại rồi đó. Đúng không? Em cũng nghĩ vậy luôn á chị. Nha chưa Tú Anh. Tú Anh đi với dạ. Ai hôm nay em đi với ai? Em đi với hai chị của em ở dưới cũng là sếp của em. À. Dạ em xin chào quý chương trình, em xin chào hai MC. Hôm nay em đến với chương trình này là với tư cách vừa là bạn vừa là sếp của Tú Anh. Chị hôm nay thì chị đến đây thì chị thấy bạn trai bên này cũng như chị mong ước và cũng như là em mong ước. Tại vì cái hình tượng của em là cũng như ông xã của chị. Tại vì trong cái quá trình làm việc chung thì thấy chị hạnh phúc, thấy chị có cái một cái người ông xã lý tưởng như thế thì nên là Tú Anh nhiều khi cũng tâm sự là ước ao là được một người như vậy. Xin hỏi bạn trai là bạn trai có gia trưởng không? Tính em rất thẳng, có gì em sẽ nói thẳng với bạn luôn chứ không có ép buộc gì bạn hết. Chị không biết em sao nhưng mà chị chấm rồi đó. Chấm rồi, đàn gái chấm rồi. Tốt, chúc mừng em. Em đi với ai? Cô giáo dạy vẽ của em ở thời đại học. Em trai, em gái và em rể. Vâng, xin chào anh Quyền Ninh và chị Nam Thư. Và bên đàn gái và bạn gái. Và xin chào toàn thể quý vị các bạn khán giả trong trường quay. Thì em là em trai của anh Thắng. Thì anh Thắng là một người là rất biết quan tâm đến người khác. Nếu mà theo cái mẫu người của anh Thắng thì bạn này cũng rất là xinh xắn, cũng cao. Mình nghĩ là nếu mà sau này đến được với nhau thì làm ăn với nhau rất là hợp. Cả hai bên mình thấy rất là cũng có một cái tính nóng tính. Mình là em anh Thắng thì nhiều khi anh cũng nóng tính với mình. Thì mình biết cái cách để giải quyết cái sự nóng tính đó rất là dễ. Chỉ mình hiểu nhau thôi, mình đồng cảm với nhau, mình sống rất là dễ. Cảm ơn em trai. Cảm ơn em. Bây giờ mình mở rào cho hai bạn gặp mặt ha.
Mở rào. Xin chào bạn. Dạ, chào anh. Trời ơi. Xin tặng bạn một món quà. Dạ, em cảm ơn. Em cảm ơn. Bạn có thể mở món quà thôi. Dạ. Thôi, hôm nay á thì cũng là rất là vui để đến đây. Dạ. Thì anh có chuẩn bị một món quà, thực ra nó là một bộ mỹ phẩm cơ bản thôi. Nếu mà so với em spa thì em thừa hiểu rõ về vấn đề này rồi. Dạ. Thì cái mong muốn của anh á thì mong muốn là em luôn chăm sóc cho cái sắc đẹp của mình luôn xinh tươi tươi tắn như một đóa hồng buổi sáng sớm. Dạ rồi, em cảm ơn anh nhiều. Tặng hợp lý ha, chị coi được không? Kem nền. Ừ. Son, màu mắt, má hồng, trà tặng đủ một bộ mỹ nguyên phẩm. Nguyên bộ luôn rồi. Nguyên bộ mỹ phẩm cơ bản luôn á. Phấn. Cái này là gì đây, tẩy trang luôn hả? Dạ đúng rồi ạ. Trời. Trời ơi, xuất sắc, chu đáo hết mức. Hợp lý. Thực sự bây giờ nếu mà kêu anh Quyền Linh đi mua một bộ mỹ phẩm cơ bản, anh Linh không bao giờ biết mua. Anh đầu tiên là anh mua đồ cắt tay móng chân. Em làm spa mà đúng không? Dạ. Qua thử liền. Bên này massage là... khỏe re. Mà mỗi qua làm tôi cái coi luôn coi. Trời ơi, thôi, thôi được rồi. Dạ rồi. Rồi, cảm ơn em. Rồi, mời Thu Anh về chỗ. Sao sao, thấy sao? Rất là thoải mái ạ. Thoải mái hả? Dạ vâng. Trời, bây giờ cảm giác mà đi làm cả ngày mệt, về có người massage, bấm huyệt. Ta massage gì bằng... nhẹ nhàng. Bà kia bấm massage giống như quýnh lộn. Chào em, thì... Dạ. Thì anh thấy em cũng rất là xinh xắn. Dạ. Cũng cao ráo, nói chung là rất là phù hợp với lại cái tiêu chuẩn của anh đưa ra. Thì em thấy anh cảm nhận của em về anh như thế nào? Giống ý tưởng của em đã bàn với chị sẵn ở nhà. Chiều cao thì ấy, nhưng mà tính cách thì em chưa nắm rõ, thì có thì, thể mình tìm hiểu thêm ở ngoài nhiều hơn. Anh nói thẳng luôn là tính cách thì con người ấy, kiếm được một người hợp thực sự của với mình ấy, rất là khó. Dạ. Thì mình phải trải qua một cái thời gian nhất định mình tìm hiểu với nhau. Thứ nhất là mình sẽ tìm hiểu được những cái tốt, những cái xấu. Dạ. Thì cái tốt thì tất nhiên là mình phải phát huy rồi. Dạ. Còn những cái xấu thì mình có thể là chấp nhận được hay không, rồi mình có thể sửa đổi vì nhau hay dạ, không. Dạ đúng rồi. Thì đúng rồi, tại vì trong cái hôn nhân hay cũng trong cái chuyện tình cảm vậy. Dạ. Thì mình đều phải cái trải qua cái sự chia sẻ cảm thông. Em gì cũng được chứ, có cái em hay nóng tính mà. Không biết anh chịu nổi tính em không á, chứ thường dưới spa cũng hơi nói em hơi khó chịu xíu. Thực ra thì tính của anh cũng khá là nóng, anh thể hiện cảm xúc rất là mạnh mẽ. Ngay cả với em gái em trai thì vậy, giả sử như gặp một chuyện gì đó mà anh mà biết vấn đề mà là sai ở em á, nhưng mà nhiều khi mà cái cách nói chuyện của anh á, nó thể hiện mạnh quá. Yeah. Anh thấy hai người nóng tính hết trơn, có cách này hay nè. Mỗi lần mình quy định đi, cứ ai mà nóng tính là người kia nhào vô massage. Đúng. Đúng không? Đó là một cách hay. Ừ. Vậy là coi như là hết nóng thôi. Rồi hẹn sao? Thứ bảy hay chủ nhật? Em thứ mấy rảnh? Em ngày nào cũng rảnh hết trơn á, nhưng mà bận đi làm thôi. Chỉ có anh thấy em nghỉ được có 2 ngày. Em thì thời gian em rất là rảnh, nói chung em sắp xếp được. Nếu mà lúc đó em bận trong làm thì bạn này đi xuống dưới massage luôn. Đúng cho rồi, nó khỏe đó. Gặp nhau luôn trong đó luôn, thấy không? Dạ, xuống dưới massage mặt cho. Hợp lý luôn. Dạ. Mặt này cũng bắt đầu tuổi dậy thì có bắt đầu là mụn cám rồi đó. Xuống làm spa nha. Hả? Chị, có gì cho nghỉ nhiều nhiều xíu để bạn trai đúng để gặp bạn trai thời gian hơn được không? Dạ, thật sự thì làm việc tại spa thì một tháng thì em cho ốp được 2 buổi. Nhưng mà nếu mà hai bạn có cái quyết định là tiến đến cái việc hẹn hò thì em sẽ hết mình tạo điều kiện cho hai bạn. Đó, thấy không? Hợp lý. Cảm ơn chị chủ. Dạ. Còn nếu mà lỡ mà không có điều kiện thì có gì chắc em sắp xếp một cái phòng spa riêng cho hai đứa nó vô đó nó hẹn hò luôn. Trời ơi, quá tuyệt vời luôn. Quan điểm mọi người về con trai con gái luôn. Dạ. Anh thì anh thích trai hơn gái. Anh thì nói chung là con nào cũng được. Em thì em trai em gái gì cũng được trơn á. Thì em sanh xong rồi anh có phụ chăm với em không, hay là nằm ngủ rồi em chăm mình thấy bà em luôn á. Em chăm mình thấy bà em luôn á. Tất nhiên anh, khi mà em sinh lở hay thế nào thì tức anh sẽ làm tất cả mọi công việc mà em không thể làm được. Hát tỏ tình đi. Tới nơi hát tỏ tình luôn.
Không ai yêu em nhiều và say sưa cho bằng anh. Anh luôn yêu em thật lòng, anh yêu em thủy chung. Biên cương anh một tay bút, thần anh tô hoa tranh. Đem sức trai xây điện đài, gom góc cho ngày mai. Hay quá. Không rung động, không bấm. Dành nút bấm đó cho nhiều người nữa. Chuẩn bị 3, 2, 1. Hết thời gian. Rồi. Ủa sao bấm rồi mà nó đâu có ấy được vậy? Dạ có. Mạnh vô. Trời ơi. Hồi hộp muốn xỉu luôn. Đó. Nắm tay đi. Đặt một nụ hôn đầu tiên với bạn gái. Nè, để hôn nè. Bắt đầu đi bạn. Trời ơi, dễ thương quá. Đẹp lắm, rất nhẹ nhàng.